Thưa quý vị, giá khí đốt tại châu Âu vừa ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất trong vòng 10 tháng qua ở mức là 73 euro megawatt giờ. Và đây có thể được coi là tin vui khi mà châu Âu vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những nguồn cung khí đốt mới. Tuy nhiên thì một trong những lý do dẫn đến sự sụt giảm về giá khí đốt lại là nhiệt độ ấm bất thường tại ít nhất 8 quốc gia châu Âu. Dấu hiệu được cho là khởi đầu trong một năm thời ký tiết đầy khắc nghiệt và có thể nói là khắc nghiệt nhất trong lịch sử châu Lục. Tại một địa điểm trượt tuyết ở Lux, Thụy Sĩ, những máy bán tuyết đang phải hoạt động hết công suất. Còn những người trượt tuyết thì phải cố gắng hết sức mới có thể thỏa mãn thú vui trong những ngày mùa đông ấm bất thường. Có thể thấy nắm tuyết này đã rất ướt, những quả bóng tuyết không chắc chắn như ở những mùa đông trước đây. Thời tiết bây giờ giống như thời tiết mùa xuân hơn. Ở nhiều nơi trên lục địa châu Âu, hàng nghìn trạm đo đã phá kỷ lục nhiệt độ cao cục bộ trong cùng kỳ vào ngày 1 tháng 1 năm 2023. Tại Đức từ ngày 31 tháng 12 năm 2022 đến ngày mùng 2 tháng 1, gần 950 trạm đo ghi nhận mức nhiệt kỷ lục mới. Miền Bắc Tây Ban Nha và miền Nam nước Pháp ghi nhận nhiệt độ tối đa là 24,9 độ C, trở thành tháng 1 nóng nhất từng ghi nhận. Nhiều vùng ở Ba Lan cũng ghi nhận mức nhiệt 19 độ C trong ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, cao hơn tới 18 độ so với nhiệt độ trung bình hàng năm vào tháng 1 và những thành phố này của Ba Lan vốn phải bị phủ kín bởi tuyết thời gian này trong năm. Ít nhất 8 nước ở châu Âu đang ghi nhận mức nhiệt cao bất thường trong mùa đông này, không chỉ Ba Lan mà còn cả Đan Mạch, Cộng hòa Séc, Hà Lan và Belarus. Chúng tôi có thể coi đây là sự kiện thời tiết khắc nhiệt nhất trong lịch sử châu Âu. Các chuyên gia nhấn mạnh các hiện tượng thời tiết cực đoan đang xảy ra ở châu Âu có thể được so sánh tương đương với sự kiện thời tiết khắc nhiệt nhất đang xảy ra ở Bắc Mỹ về mức độ nghiêm trọng các nhà khoa học cho biết hiện tượng nhiệt độ cực đoan dai dẳng phù hợp với xu hướng toàn cầu. Dù vậy, họ cho rằng sóng nhiệt ở châu Âu đang ngày một gia tăng về tần suất và cường độ, với tốc độ nhanh hơn hầu hết các khu vực khác trên trái đất. Khối không khí ấm đang lan rộng sang Đan Mạch, Cộng hòa Séc, gần như toàn bộ nước Đức, khiến nhiệt độ tháng 1 tăng kỷ lục. Một điểm đáng chú ý khác là chúng tôi ghi nhận thời tiết ấm bất thường tại miền nam nước Anh. Trong đêm giao thừa, tôi nghĩ có khoảng 7 địa phương ở Anh ghi nhận đêm giao thừa ấm nhất lịch sử. Nắng nóng là dấu hiệu của những điều tồi tệ sắp tới, và điều đáng lo ngại nhất là tốc độ nóng lên toàn cầu đang không còn đáng ngạc nhiên nữa. Nó đang dần trở thành một điều bình thường. Trong tương lai, chúng ta sẽ thấy mùa đông chỉ kéo dài vài tháng, thời tiết ảm đạm, ẩm ướt, ít sương giá và băng tuyết. Trong năm 2022, các hiện tượng thời tiết cực đoan đã tác động tiêu cực lên tự nhiên và động thực vật hoang dã và tất nhiên cả cuộc sống người dân ở châu Âu khi liên tiếp nhiều quốc gia ghi nhận năm nóng nhất lịch sử như Tây Ban Nha hay Italia. Chuyên gia cảnh báo nếu các nước không hành động quyết liệt hơn nữa để hạn chế nhiệt độ gia tăng và hạn chế lượng khí thải CO2, khu vực châu Âu nói riêng và trái đất nói chung sẽ chứng kiến thêm nhiều lũ lụt, mưa bão, hạn hán, đợt nắng nóng kéo dài và cháy rừng hơn nữa. Hôm nay, tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã lên đường tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Trung Quốc kéo dài 3 ngày. Chuyến thăm này được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới trong mối quan hệ song phương. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ thảo luận về hợp tác kinh tế và các vấn đề an ninh khu vực. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Philippines. Bên cạnh đó, hai bên dự kiến sẽ ký kết nhiều thỏa thuận quan trọng nhân chuyến thăm này. Trước đó, Bộ Ngoại giao Philippines thông báo, chuyến thăm của Tổng thống Marcos sẽ tập trung vào trao đổi sâu rộng về mối quan hệ song phương, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng lượng, văn hóa nhằm tạo ra một kỷ nguyên vàng trong mối quan hệ song phương. Cảnh sát trưởng phụ trách an ninh khu vực đồi Capitol cảnh báo, mối đe dọa bạo loạn tương tự như cuộc tấn công tòa nhà Quốc hội Mỹ năm 2021 sẽ tái hiện. Ông Tom Markner cho biết là lực lượng cảnh sát tại đồi Capitol sẵn sàng đối phó với tình huống đó. Cảnh sát đã thiết lập quan hệ đối tác phối hợp chặt chẽ với hàng chục cơ quan thực thi pháp luật trong cũng như là xung quanh khu vực thủ đô Washington. Cảnh báo đưa ra trong bối cảnh ngày 22 tháng 12, Ủy ban của Hạ viện Mỹ điều tra vụ bạo loạn đồi Capitol công bố các kết luận điều tra và khuyến nghị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra hình sự đối với cựu Tổng thống Donald Trump về các tội kích động bạo loạn, âm mưu lừa gạt, đưa ra tuyên bố sai sự thật và cản trở tiến trình chuyển giao quyền lực. Tuy nhiên, khuyến nghị này phần lớn chỉ mang tính tượng trưng. Theo tờ Financial Times, các nhà kinh tế học nhận định trong năm 2023, nước Anh sẽ phải đối mặt với suy thoái kinh tế nghiêm trọng nhất so với các quốc gia khác trong nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới G7. Tham gia cuộc khảo sát thường niên của tờ Financial Times, khoảng 80% chuyên gia dự đoán anh sẽ tụt hậu so với các nước khác trong G7 do GDP của anh đang và sẽ tiếp tục giảm trong năm 2023. Dự báo, điều này sẽ khiến thu nhập của các hộ gia đình sụt giảm vì chi phí đi vay cao hơn làm gia tăng thêm gánh nặng hiện nay do giá lương thực và năng lượng tăng vọt. Trong khi đó, theo các dự báo khác, GDP của anh sẽ giảm 1% trong năm 2023. Không chỉ riêng anh đối mặt với những thách thức nói trên, vào cuối tuần qua, tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cảnh báo 1/3 các nền kinh tế trên toàn cầu và khoảng 50% các nước trong liên minh châu Âu sẽ rơi vào suy thoái trong năm 2023. Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, đồng yên đã tăng vọt lên mức cao nhất trong vòng 7 tháng qua so với đồng đô la Mỹ do kỳ vọng ngày càng cao rằng ngân hàng trung ương Nhật Bản BOJ có thể từ bỏ chính sách tiền tệ siêu lỏng. đồng yên đã trượt giá xuống mức 129,5 yên đổi 1 đô la trước khi quay lại mốc 130,1 yên đổi 1 đô la vào lúc 17 giờ theo giờ địa phương. Các nhà giao dịch cho rằng sức mua đối với đồng nội tệ của Nhật Bản đã tăng lên khi các bên tham gia thị trường dự đoán. Ngân hàng BOJ Nhật Bản sẽ điều chỉnh tăng dự báo triển vọng lạm phát tại cuộc họp chính sách của ngân hàng này vào cuối tháng 1 này. Trong tháng 12 vừa qua, BOJ đã quyết định nới rộng biên độ lãi suất dài hạn động thái bất ngờ này được xem như một đợt tăng lãi suất hiệu quả thúc đẩy quan điểm cho rằng tranh lệch lãi suất của nhật bản và mỹ sẽ thu hẹp từ đó giúp giá trị của đồng yên mạnh lên khi quy đổi với đồng đô la mỹ Cơ quan chống độc quyền Hàn Quốc thông báo phạt hãng xe điện Tesla 2,85 tỷ won, tương đương 2,2 triệu đô la Mỹ, do không thông tin cụ thể đến khách hàng về việc các xe của hãng sẽ chạy được đoạn đường ngắn hơn thông thường trong điều kiện nhiệt độ thấp. Theo quảng cáo, xe điện của Tesla sẽ chạy được hàng trăm km sau một lần sạc trong mọi điều kiện, nhưng phía Hàn Quốc thì cho rằng quãng đường này giảm khoảng 50% nếu xe chạy trong điều kiện nhiệt độ thấp và ở những khu phố. Trong khi đó, dù quảng cáo tài xế có thể sạc từ 15 đến 30 phút tại các trạm sạc nhanh của hãng để có thể xe chạy thêm hàng trăm km, thế nhưng lại không nêu rõ là loại trạm sạc và các điều kiện thử nghiệm. Năm ngoái, cơ quan chống độc quyền Hàn Quốc cũng đã phạt hãng xe Mercedes-Benz và chi nhánh tại Hàn Quốc của hãng này số tiền là 20,2 tỷ won vì quảng cáo sai sự thật về lượng khí mà các phương tiện chở khách chạy bằng dầu gen của hãng thải ra. Lệnh cấm người nước ngoài mua nhà ở Canada vừa có hiệu lực hôm ngày 1 tháng 1 năm 2023 nhằm cung cấp thêm nhà ở cho người dân địa phương. Canada bắt đầu cấm người nước ngoài mua nhà nhằm cung cấp nhiều nhà hơn cho người dân địa phương đang phải đối mặt với tình trạng khó khăn về nhà ở. Tuy nhiên, một số trường hợp ngoại lệ trong luật thì cũng cho phép các cá nhân như là người tị nạn hay là người thường trú không phải là công dân vẫn được mua nhà. Canada đã làm rõ rằng là lệnh cấm sẽ chỉ áp dụng cho nhà ở thành phố. Theo Hiệp hội bất động sản Canada, giá nhà trung bình vào tháng trước ở mức là 460.000 đô la Mỹ một căn.